Sếp Trình đừng được nước lấn tới. Vậy thì cô cũng đừng quên, cô đang nhờ tôi giúp đỡ. Mau nhìn bên kia đi. Không ngờ cái cô Mẫn Tuệ kia lại quyến rũ Sếp Trình quá. Không ngờ Mẫn Tuệ lại là người như vậy. Chuyện gì thế này? Không biết nữa. Không biết như vậy đã đủ chưa? Trịnh Y Đình ngầu thật. Đáng đời. Ai bảo cô ta quyến rũ chồng người ta. Trước mặt nhiều màn này như vậy quá. Đắc tội ai chẳng được. Lại cứ đắc tội cô chủ nhà họ Trịnh. Sao cô Mẫn chẳng có lòng tự trọng thế? Xin lỗi cô Trịnh. Tôi không biết cô cũng ở đây. Trịnh, hôm nay tôi xin phép đi trước. Khoan đã. Chỉ vậy đã muốn đi ư? Cô Trình, ly rượu ban nãy là tôi đáng phải chịu, nhưng đừng quá đáng quá. Giờ đây anh cảm thấy hình thức không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng chân thành anh dành cho em Mẫn Tuệ. Em đồng ý lấy anh chứ? Nghe kỹ đây. Từ nay về sau, tôi không còn bất cứ quan hệ gì với cô nữa. Sếp Tân. Sếp Tân. Chưa từng nghe nói về người này ở Tân Thành. Không phải là CEO mới của Lam Điểu đấy chứ? Sếp Tân mới đến Tân Thành đã học được chiêu anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ? Tiện tay mà thôi. Giám đốc Mẫn, có phải cô uống nhiều quá rồi không? Lâm Hy Nguyệt, đưa giám đốc Mẫn về. Vâng, thưa sếp. Không cần đâu. Đúng lúc tôi cũng định đi. Để tôi đưa cô ấy về. Chẳng phải anh vừa đến ư? Sếp Trình, tôi không uống được nhiều. Tôi đi trước đây. Sếp Trình, lẽ nào người này chính là... Đúng vậy. Đó chính là CEO của tập đoàn Lam Điểu. Tân Kỳ. Thật sự là anh, Tân Kỳ. Căn bệnh của anh là sợi dây định mệnh ràng buộc anh và em. Đã 5 năm mà cô vẫn chẳng thay đổi gì. Lần này lại vì điều gì? Tiền à? Không ngờ đến người đã có vợ mà cô cũng không tha. Hay cô có thể chấp nhận bất cứ loại người nào để đạt được những gì cô muốn? Cũng như năm ấy cô đã lừa dối tôi. Nào ai hiểu? Cuộc gặp gỡ sau bao ngày xa cách này. Đã 5 năm. Chúng ta nên quên hết quá khứ. Tha cho nhau đi. Tôi muốn quên. Nhưng ông trời lại không cho tôi quên. Vì em vẫn luôn yêu anh. Tình cảm anh trao vẫn cận kề. Dẫu có ra sao cũng không thể đánh mất. Vì em vẫn luôn yêu anh. Lại chạy đi đâu rồi? Toàn toàn. Tránh đường, tránh đường. Tránh đường, tránh đường.
ông đủ chưa? Anh tới bệnh viện làm gì? Liên quan gì tới cô? Bệnh của anh? Lại phát tác à? Giả vờ quan tâm tôi. Diễn giống đấy. Tại sao cứ nhất định phải nói kiểu này? Cô tưởng tỏ vẻ quan tâm tôi thì tôi sẽ mềm lòng ư? Tại sao anh lại tới Tân Thành? Nếu tôi biết cô ở đây thì tôi sẽ không bước vào thành phố này dù chỉ một bước. Tôi tin. Nếu 5 năm trước anh đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta thì chúng ta tha cho nhau đi. Cô bảo tha là tha à? Đúng, đúng là tôi từng nói. Tôi không muốn gặp lại cô nữa. Nhưng nếu vận mệnh đã để chúng ta gặp lại nhau thì cô phải sẵn sàng trả giá cho tất cả những gì kia cô từng làm. Khu khám bệnh ngoại trú lúc nãy viện trưởng tới khám sức khỏe thì suýt chút nữa phi từ nhà bị tôi ngăn lại rồi. Tài liệu mà lần trước cậu đưa có phải Bách An đang đàm phán hợp tác với bệnh viện Gia Nhân? Đúng thế, là một dự án sàng lọc bệnh tim lâm sàng. Người phụ trách là Mẫn Tuệ, tên là... Tôi nhớ ra rồi. Thông báo với viện trưởng Phổ Hoa tạm dừng xúc tiến mọi công việc liên quan đến đem tài liệu qua cho tôi. Đợi tôi đánh giá rồi quyết định sau. Mời đi bên này. Sếp, tôi đã dẫn cô ấy đến rồi. Xin chào. Anh là Jackson đúng chứ? Tân Kỳ. Chào cô, giám đốc Mẫn. Thật là bất ngờ. Thì ra anh là CEO của tập đoàn đầu tư. Lẽ nào cô không biết bữa tiệc vào tối hôm được chuẩn bị cho ai sao? Khả năng diễn xuất của cô ngày càng tệ đấy. Trình Khải Nhượng không mắc câu nên chạy đến chỗ tôi. Sếp Tân, hôm nay tôi đến đây là đại diện cho công ty khoa học kỹ thuật Bách An mà bệnh viện Gia Nhân hợp tác với công ty. Anh có thể cho tôi chút thời gian không? Sếp Tân, nếu anh không có thời gian, chúng ta có thể hẹn lúc khác. Giám đốc Mẫn, tôi khuyên cô đừng phí công sức nữa. Hôm nay, tôi là muốn nói thẳng với cô rằng, với tư cách là cổ đông lớn nhất hiện nay của Gia Nhân, tôi nhất định sẽ cho ngừng hợp tác giữa MIT và Gia Nhân. Tại sao vậy? Anh đã xem số liệu của MIT chưa? Tại sao à? Cô còn không biết ngại mà hỏi tôi tại sao ư? Cô có nhớ những lời lúc trước tôi đã nói không? Tôi nhất định sẽ bắt cô trả giá cho sai lầm khi trước. Chỉ mới là món khai vị mà thôi. Tân Kỳ, chúng ta thật sự phải chúng ta không đường này không thể. Tôi không thể nào quên được những chuyện trước đây cô đã làm với tôi, càng không thể tha thứ cho cô. Cho nên nếu cô thông minh một chút thì tránh xa tôi ra. Chú có bạn gái chưa? Chưa. May quá, vậy chú có thể làm bố cháu không? Nhiều bong bóng quá. Đưa tay cho mẹ. Toàn toàn.
Mấy ngày nữa là con phải phẫu thuật rồi. Nhưng ông bác sĩ phẫu thuật cho con có kỹ thuật tốt lắm. Chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Con đừng sợ nhé. Con không sợ. Bố Châu nói rồi, con là đàn ông con trai. Đàn ông con trai phải dũng cảm. Sau này lớn lên, con còn phải bảo vệ mẹ. Con muốn bảo vệ mẹ à? Vậy tương lai mẹ trông cậy hết vào con nhé. Con nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh. Đưa chân cho mẹ. Mẹ ơi, sao thế? Nếu lần này con thể hiện tốt trong ca phẫu thuật, thì mẹ có thể tặng con một món quà không? Con muốn quà gì? Con muốn có một người bố. Con sao vậy? Con chê mẹ rồi có phải không? Như vậy mẹ sẽ buồn lắm đấy. Lần nào cũng như vậy. Rõ nhỏ nhen. Con dám nói mẹ nhỏ nhen. Con nói ai nhỏ nhen hả? Mau ngủ đi. Nào, đeo cái này vào. Ngủ thôi. Nhưng các bạn khác đều có bố cả. Ngủ đi. Bệnh viện Gia Nhân. 3 ngày vào viện những 2 lần, nhỡ chủ tịch mà hỏi, tôi quả khám nói không có vấn đề gì rồi mà. Cậu cứ báo cáo đúng sự thật với chủ tịch của cậu. 10 giờ sáng mai, cậu dành ra 10 phút cho tôi. Sáng mai à? Sáng mai. Sao thế? Tôi đau bụng. Đi, 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 tôi đau bụng. Tôi đợi cậu ở đây nhé. Lại là chú. Lại gặp nhau rồi. Chú đã kết hôn chưa? Cháu nói gì thế? Chú kết hôn chưa ạ? Chưa. Vậy chú có bạn gái chưa? Chưa. May quá. Vậy chú có thể làm bố cháu không? Bé con, bố mẹ của cháu đâu? Nếu chú bằng lòng thì chú là bố cháu rồi. Chú bảo này, bố không phải từ cháu tùy tiện gọi được đâu. Mẹ cháu bảo, bố cháu đẹp trai lắm. Cháu thấy chú đẹp trai mà, làm bố cháu là hợp lý. Xem ra cũng là một đứa trẻ không có bố. Mẹ cháu đâu? Chú đưa cháu đi tìm mẹ được không? Toàn Toàn. Toàn Toàn. Sao lại tự mình chạy ra mẹ nữa rồi? Mãi đấy, con hôm nay Tinh Tinh ra viện. Con muốn tặng bạn ấy cái này. Còn nhỏ như vậy đã hiểu chuyện sẽ ghê gớm lắm. Đi, về nào, nào. Khoan đã. Anh là bác sĩ ở đây à? Bệnh viện Gia Nhân, Châu Như Tắc. Bác sĩ điều trị khoa ngoại tim mạch. Cháu quen chú ấy thật à? À, đây là bố Châu của cháu. Bố cậu bé à? Xin lỗi nhé. Không sao, anh cũng lo nghĩ cho thằng bé thôi. Con chào chú đi. Cháu chào chú xinh đẹp. Tạm biệt. Đi. Sếp, bố trí xong rồi, đi thôi. Mẫn Toàn Toàn, bé hư này. Con có phải bé hư không? Con chạy đi đâu thế? Mẹ tìm con mãi. Mẹ giận rồi nhé. Mẹ đừng giận mà. Giận là dễ có nếp nhăn, sẽ hết sinh đó. Ai dạy con mấy lời này thế? Sao còn hãm hại bố vậy? Có phải hai người thông đồng với nhau bảo không? Sao cả hai người đều chẳng thấy mặt mũi đâu? Được rồi, anh đi kiểm tra về phòng rồi bệnh dạy đây. Dỗ sau nhé. Sau này con còn chạy lung tung. Lại làm sao nữa vậy? Sao đến Tân Thành rồi thì tâm trạng cứ thất thường thế? Con hỏi chú xinh đẹp lúc nãy là chú ấy có thể làm bố con không? Nhưng chú ấy còn chưa đồng ý. Thì bố Châu đã tới rồi. Toàn Toàn,
Xinh đẹp không phải từ để mô tả con trai. Con không thể vì thấy người ta ưa nhìn mà gọi người ta là bố được. Con đã có bố Châu rồi, phải không? Nhưng bố là bố. Bố Châu là bố Châu. Con muốn có cả mẹ và bố cùng con đi làm phẫu thuật. Con nói vậy là bố Châu giận đấy nhé. Bố Châu không tốt với con sao? Bố đừng giận mà. Kể cả con có bố khác thì con vẫn thích bố nhất mà. Con hứa với bố Châu là phải nghe lời bác sĩ, làm phẫu thuật thật tốt. Đợi con hồi phục rồi thì bố Châu và mẹ sẽ đưa con đi công viên dạy trí. Vậy có phải lúc đó con sẽ được ngồi tàu cướp biển và tàu lượn siêu tốc không? Bố Châu hứa với con sẽ được như các bạn nhỏ khác. Chơi gì thì chơi. Con yêu bố nhất. Toàn Toàn, nào vẽ một lúc được không? Thôi được. Con tự chơi một lúc đi nhé. Được rồi. Sau khi Toàn Toàn xuất viện, em có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Nhìn gì vậy, Toàn Toàn? Toàn Toàn, bây giờ vẫn chưa thể đá bóng. Bao giờ con khỏi thì bố Châu dẫn con đi đá bóng được không? Nhưng con đã nằm viện được một tuần rồi. Con đã khỏi rồi. Mẹ. Toàn Toàn, bố Châu bảo không được là không được. Với cả chúng ta ra ngoài cũng được một nửa lúc chúng rồi. Ta quay về phòng bệnh được con không? Cũng không muốn. Ông giáo sư giận đúng không? Con thấy hai người dẫn con ra ngoài chơi là vì bản thân muốn chơi. Sao bố mẹ lại tự chơi? Đều là đến chơi trông đáng cả. Yêu thật. Anh nhìn xem. Đáng yêu sao? Sao con lại hư như thế? Rõ ràng là con muốn chơi đúng không? Viện trưởng Phổ, tôi đã suy nghĩ rồi, vẫn phải đi làm kiểm tra. Nào, phiền anh nghiêng người ra trước chút. Trông cũng bình thường thôi mà. Có kiểm tra ra vấn đề gì không? Tuy trước đó anh đã từng phẫu thuật tim, nhưng hiện tại chỉ tiêu các mục đều rất ổn định, không vấn đề gì cả. Vậy sao? Nhưng tôi cứ cảm thấy không khỏe. Vậy anh nói thử cụ thể là cảm thấy không khỏe thế nào? Trình độ lại càng kém, không thấy giỏi hơn mình chỗ nào cả. Không khỏe thì là không khỏe. Cụ thể như thế nào chứ? Viện trưởng Phổ Hoa còn nói anh là bác sĩ giỏi nhất ngoại bệnh viện gia nhân. Chẳng qua cũng chỉ có thế nhỉ. Thế này nhé, cho anh nằm viện quan sát 24 giờ. Còn phải nằm viện sao? Bản thân không có bản lĩnh chẩn đoán bệnh của tôi mà còn làm mất thời gian của tôi. Là thế này, anh Tân, theo như kiểm tra của tôi, chỉ tiêu các mục của anh đều vô cùng bình thường. Nếu như anh còn thấy không khỏe, tôi đề nghị anh giám sát tim mạch trong 24 tiếng. Đây là cách ổn thỏa nhất. Nếu anh không tin phán đoán của bệnh viện chúng tôi còn có rất nhiều bác sĩ giỏi. Tôi biết thời gian của anh rất đáng giá. Tôi cũng thế. Trước cửa còn có rất nhiều bệnh nhân đang đợi tôi. Tôi còn có việc, hôm nay đến đây thôi. Châu Như Tắc, có phải đồ chơi của Toàn Toàn ở? Bố đẹp trai. Chú hỏi cháu nhé. Cháu còn nhớ sinh nhật mình là ngày sinh bao nhật nhiêu cháu không? Sao? Toàn Toàn. Tân, trùng hợp quá. Chúng tôi không làm phiền anh đi nữa. Thôi, Toàn Toàn. Sinh nhật của đứa bé là ngày bao nhiêu? Châu Như Tắc, có phải đồ chơi Toàn Toàn ở chỗ anh? Bố đẹp trai. Không phải chú đã bảo cháu rồi sao? Đừng tùy tiện gọi người khác là bố. Toàn Toàn, có nhớ bố dặn con thế nào không? Con tùy tiện gọi người ta, người ta sẽ không vui đâu. Đúng, không được gọi bừa bãi. Con biết rồi ạ, lần sau con không gọi nữa.
không có thời gian kiểm tra cho tôi, nhưng lại có nhiều thời gian để ngồi đây dỗ con trai quá nhỉ. Anh Tân, giữa chúng ta có khúc mắc gì sao? Nếu không phải anh được viện trưởng Phổ giới thiệu khám bệnh kỹ càng thì tôi đã rất nghi ngờ rằng anh tới đây là để gây sự. Bác sĩ Châu, thái độ của anh là sao vậy? Hiện tại bệnh viện giải xử với bệnh nhân thế này sao? Chú không được bắt nạt bố Châu của cháu. Cháu không thích chú nữa. Dù chú có đẹp trai đến cháu cũng sẽ không để chú làm bố cháu nữa. Tân Kỳ, Toàn còn nhỏ, có phần thiếu hiểu biết, xin lỗi anh. Còn nữa, nếu trong lòng anh vẫn còn trách tôi, thì anh cứ đổ hết lên tôi là được, đừng làm tổn thương người bên cạnh tôi. Người bên cạnh cô, Châu Như Tắc là một bác sĩ rất tốt. Anh có thể đừng vì oán hận tôi mà liên lụy đến cả anh ấy không? Mẫn Tuệ, cô nói thật đi. 5 năm nay cô có từng áy náy, có từng đau khổ, hối hận không? Không hề. Nếu không sao cô có thể vui vẻ với người đàn ông sinh được một đứa bé lớn tới vậy? Cô không còn gì để nói phải không? Thật sự tôi đã suýt bị cô lừa thêm lần nữa. Được lắm. Tôi hy vọng cô hiểu rõ mình đang làm gì. Đừng hối hận. Toàn, chúng ta đã nói mình rồi mà, nhìn thôi chứ không ăn. Khỏe của con bây giờ không ăn được đồ lạnh thế này, đợi con khỏe mẹ lại sẽ dẫn con đi ăn no nê nhé. Mẹ nói nhiều thật, con chỉ ra xem thôi chứ không ăn. Toàn, bỏ xuống. Toàn, con quên vừa rồi con đã nói chúng gì rồi à? Chúng ta không thể nói mà không giữ lời. Bố Châu của con, mẹ đưa con ra ngoài chơi kiểu gì cũng sẽ mắng mẹ. Mẹ đừng nói oan cho bố Châu. Mẹ hung dữ như thế. Bố Châu không dám mắng mẹ đâu. Mẹ hung dữ sao? Mẹ hung dữ sao? Mẫn Toàn, đợi một lát. Con xem, Châu Như Tắc chắn bố Châu của con phát hiện rồi. Alo. Tín hiệu không tốt. Alo. Toàn, mẹ đi nghe điện thoại. Con ở đây ngoan nhé. Vâng, phải ngoan nhé. Không được ăn bậy, chạy linh tinh đâu. Alo, anh nói đi. Alo. Lại là cháu. Sao cháu lại bại chú bắt nạt bố Châu của cháu? Chú là người xấu. Cháu đúng là con trai của Mẫn Tuệ. Nói chuyện thôi cũng chọc tức người khác. Sao chú nói mẹ cháu như vậy? Chú không được nói xấu mẹ cháu. Cháu bắn chú nữa thử xem. Cháu sẽ bảo vệ mẹ của cháu. Điện quan ác sân. Chú sẽ dạy dỗ cháu thay bố mẹ cháu. Chú ở đây này. Hết đạn rồi phải không? Còn không đầu hàng đi. Cháu sẽ không thua đâu. Mẹ cháu bảo rồi, cháu là siêu nhân sẽ không chịu thua. Siêu nhân? Thế thì chú là thần sấm. Chú không tin à? Không tin thì nhìn này. Cháu làm phẫu thuật tim sao? Giờ chú tin rồi chứ? Mẹ cháu bảo những em bé bị bệnh tim đều là người có siêu năng lực.
được thần tiên lựa chọn, vậy nên cháu chính là siêu nhân. Mẹ cháu nói đúng. Chúng ta đều là người được ông trời lựa chọn. Được rồi, chú đầu hàng, chú thua rồi. Chú rút lại lời nói ban nãy. Cháu chính là siêu nhân nhỏ toàn năng. Được không nào? Vậy thì cháu cũng miễn cưỡng tha thứ vì đã bắt nạt bố châu của cháu. Không phải bố cháu, là bác sĩ khoa ngoại tim mạch giỏi nhất sao? Vậy thì chắc chắn cháu sẽ khỏi bệnh thôi. Đó không phải bố cháu, đó là bố châu của cháu. Bẩn Tuệ nói không được gọi nhầm. Vậy bố cháu đâu? Mẹ cháu bảo rồi, bố cháu đã tới một nơi rất xa. Nhưng cháu biết như thế tức là chết rồi. Người lớn các chú có thể bỏ thêm mỗi khi dỗ trẻ con được không? Nói dối cũng không bịa được, cái cớ nào mới lạ. Chú hỏi cháu nhé, cháu còn nhớ sinh nhật mình là ngày bao nhiêu không? Cháu sao? Toàn toàn Tân, trùng hợp quá. Chúng tôi không làm phiền anh đi nữa. Thôi, Toàn toàn, sinh nhật của đứa bé là ngày bao nhiêu? Anh buồn cười thật đấy. Con tôi sinh ngày nào? Liên quan gì tới anh? Buông ra. Toàn toàn, chúng ta đi thôi. Anh à, phiền anh thanh toán khẩu súng này đã. Lòng cô tự biết, chuyện đó có liên quan tới tôi. Trả lời tôi đi. Anh buông ra. Tân Kỳ, chú buông Mẫn Tuệ ra. Chú thật là. Buông ra, chú là người xấu. Trả lời tôi. Anh buông Mẫn Tuệ, anh làm gì vậy? Buông tay ra. Em không sao chứ? Không sao. Không liên quan đến anh. Sếp Tân, xin anh hãy giữ tự trọng. Châu Như Tắc, tôi biết anh nghi ngờ chuyện gì. Phải nửa năm nữa mới tới sinh nhật 4 tuổi của Toàn Toàn. Mẫn Tuệ, sinh nhật của con là sau nửa năm nữa. Con quên mất rồi. Không thể nào. Như vậy nghĩa là nó không liên quan gì tới anh hết. Chưa. Chúng tôi có thể đi được chưa? Toàn toàn, đi thôi. Bố Châu, chúng ta đi thôi. Mau lại đây nào, Toàn toàn. Đi thôi, nào, cẩn thận. Không sao chứ? Không sao. Đúng là kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Sao thế Toàn toàn? Không sao đâu Toàn toàn. Không sao, không sao, có mẹ ở đây rồi. Nếu nạo phá vào thai kỳ này, sức khỏe của cô sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Tôi không phá, tôi muốn sinh nó ra. Về cơ bản đã chẩn đoán chính xác, cho bị Toàn toàn van tim bẩm sinh. Bệnh này có chữa được hết, cô đừng uống. Tôi là bác sĩ chính của Toàn toàn, tôi sẽ cùng cô cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho bé. Bộ này đi. Mời ông đi bên này. Giám đốc Lâm à, chuyện tôi hứa với cô đã xử lý đâu ra đấy rồi. Chuyện cô hứa với tôi thì sao? Rõ ràng cô đã hứa với tôi khi hệ thống hỗ trợ đưa vào sử dụng sẽ sửa hết các lỗ hổng. Giờ cô lại nói với tôi là không đùa đấy hả? Lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao? Cô nhân viên, đổi bộ to hơn một cỡ. Vâng. Chào ông,
tôi đã đổi cỡ cho ông rồi, ông thử xem. Anh cũng theo dõi Phổ Hoa. Ra ngoài. Cái gì? Muốn xem tôi thay đồ hả? Hoan nghênh quý khách lại ghé thăm. Anh cũng đang điều tra Phổ Hoa. Anh đang nghi ngờ điều gì? Không liên quan đến cô. Có phải anh cũng đang nghi ngờ số lượng phiếu đấu thầu có vấn đề? Nhưng lạ thật đấy, chẳng phải anh đã bỏ hệ thống hỗ trợ anh phẫu thuật tim thông minh à? Ai bảo cô là tôi cho hệ thống hỗ trợ phẫu thuật tim thông minh? Anh bỏ phiếu cho Mip. Tại sao? Không cần giải thích với cô. Xin lỗi anh. Anh chờ chút. Cái này cô ta làm. Bắt đền cô ta đi. Sao lại là tôi? Rõ ràng là lúc nãy anh ôm. Rõ ràng là anh tự làm. Anh tự đi mà đền. Tôi không có tiền. Cái gì? Tôi ra ngoài chưa bao giờ mang tiền. Giờ ai còn dùng tiền mặt thanh toán bằng điện thoại hết rồi. Mới về nữa, không rành lắm. Mẫu áo sơ mi này, kiểu dáng này, cỡ này, lấy cho tôi mỗi màu một chiếc. Tôi muốn tặng cho cậu em này. Vâng, thưa cô, cậu còn cần gì nữa không? Chị sẽ tặng cậu hết. Phiền cô đợi một lát. Không sao, bà đừng cả nghĩ. Vì bình thường khi chúng tôi tiếp xúc với Viện cảm thấy ông ấy là người rất tốt. Tôi rất kính trọng ông ấy. Cô Lâm. Xin hỏi hai vị muốn uống gì? Hai tách cà phê. Vâng. Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh được chứ? Cô đi đi. Sao thế? Không thích chỗ này à? Không có, tôi không thấy có. Chỗ này rất tốt. Tôi mới nhớ ra công ty còn có chút việc chưa làm xong. Tôi bỏ quên điện thoại trên xe rồi. Tôi đi lấy đã. Cô cứ tự nhiên. Alo. Alo, bà Phổ. Mẫn Tuệ đã nói gì với sao bà? Sao cô biết? Tân Kỳ, bà không Mẫn cần Tuệ bận đã tâm. Nói gì với bà? Bà nói Mẫn Tuệ cũng muốn nhờ viện trưởng Phổ giúp đỡ. Không đúng. Chắn không đúng. Cô ta nhất định đã phát hiện ra chuyện bà gì Phổ. Rồi. Tôi nhắc nhở bà, dù Mẫn Tuệ có nói cũng gì đều là gài bẫy bà. Nhất là cuộc trao đổi giữa tôi và bà không được Phổ. Nhắc đến dù chỉ một chữ. Bản ghi âm cuộc điện thoại này đủ để Lâm Vi Nguyệt đã hối lộ Phổ Hoa. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm ghi chép chuyển khoản tiền hối lộ là có bằng chứng xác thực rồi. Chuyện này tôi sẽ giao cho kiểm toán nội bộ của công ty đi điều tra. Chắc là không khó. Sếp Tân, tôi sẽ học hỏi. Xin mời anh một ly. Thái Thái, thời gian qua vất vả cho cô rồi. Hai ta uống một ly. Tôi cạn nhé mới đúng chứ. Chị cứ thoải mái. Mọi người ngay ra đó làm gì? Đừng ngay ra thế. Nào, mọi người cùng nào, uống đi nào. Mọi người ăn uống thỏa thích. Chúng ta không say không say không về. Nào, nào. Tào Mục, mau lên, mau lên. Chỉ thiếu cậu thôi. Hai ta uống một ly. Để tôi, để nào. Tôi. Sếp Tào. Mời sếp Tào.
tôi sẽ không cảm kích đâu. Tôi cần anh cảm kích à? Sức khỏe anh ra sao mà bản thân anh không rõ à? Khi người khác chúc rượu anh không nên ra vẻ. Cơ thể tôi thì tự tôi hiểu rõ. Tôi không cần cô đỡ rượu giúp. Người không biết tốt xấu thì tôi gặp nhiều rồi. Ít nhất chưa có ai vượt qua được anh. Đỡ giúp tôi mấy ly rượu, giả bộ quan tâm sức khỏe của tôi. Cô tưởng tôi sẽ việc cô làm năm đó sao? Anh có thấy phiền không vậy, Tân Kỳ? Anh định sống trong hồi ức cả đời hay sao? Đúng. Tôi không định tha thứ cho cô. Chỉ cần tôi không tha thứ cho cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Tôi nói cho anh biết là anh cứ hận tôi đi. Như thế thì cả đời anh cũng không quên được tôi. Anh luôn miệng nói tôi lừa anh, phải. Nhưng tôi đang giữ mạng cho anh. Anh có biết đã bao lần tôi muốn nói sự thật với anh không? Thậm chí có mấy lần tôi đã nói rồi, nhưng anh không nghe. Tôi nói gì anh cũng không tin. Nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi không nợ anh. Anh có biết tại sao không? Bởi vì năm đó anh nằm trên giường bệnh, thì bác sĩ cũng không biết anh chống chọi được đến lúc nào. Là tôi luôn ở bên cạnh anh. Ngày nào tôi cũng kể chuyện cho anh. Tôi đọc nhật ký của Tô Điền cho anh. Tôi chỉ hy vọng anh có thể gắng gượng. Dẫu có ra sao cũng không thể đánh mất. Tôi biết đến ngày anh tỉnh lại, chắc anh vẫn sẽ hận tôi. Nhưng tôi thật sự không thể nhìn anh. Tình yêu của em. Nhưng tôi tỉnh dậy thì không. Đó là vì anh nói, cả đời này anh không muốn nhìn thấy tôi. Từ nay về sau, tôi và cô không còn bất cứ quan hệ gì. Cút đi, Tân Kỳ. Tôi thật sự muốn hỏi anh, tình cảm tôi dành cho anh là thật hay giả? Hãng thốt nhắc nhở em. Anh không biết thật sao? Vì em vẫn luôn yêu anh. Vì em vẫn luôn yêu anh. Mẫn Tuệ. Cô ấy say rồi. Không sao chứ? Mau đưa cô ấy về nhà. Sao thế? Đi thôi. Về nhà nào, khó chịu quá. Bảo y tá lấy máu tôi của nói tôi không được. Anh nghe không hiểu à? Tôi có thái độ gì? Tôi đang cứu con người thân trực hệ, không được truyền máu. Toàn toàn đâu? Nó còn ở bên trong. Tại sao lại ở bên trong? Nó bị thương gì? Nghiêm trọng không? Sao anh lại ở đây? Tôi nên trả lời câu nào trước? Toàn toàn sao rồi? Sếp, giám đốc Mẫn. Y tá vừa nói toàn toàn cần truyền máu, nhưng kho máu của bệnh viện thiếu nhóm máu O cho bệnh nhân, gặp tai nạn cần giao thông từ bệnh rồi. Viện khác, không biết có kịp không? Truyền máu. Cô nhóm máu gì? Tôi nhóm máu A. Tôi nhóm máu O. Để tôi được. Tại sao tôi lại anh không được? Được là không được. Bảo y tá lấy máu tôi của nói tôi không được. Anh nghe không hiểu à? Tôi có thái độ gì? Tôi đang cứu con người thân trực hệ, không được truyền máu. Alo, cô Lưu. Alo, mẹ Toàn Toàn.
Chúng tôi đã xử lý xong vết thương. Chúng tôi đợi Toàn ở sảnh lớn tầng 1. Toàn không ở phòng cấp cứu ư? Không hề. Toàn chỉ bị xước da một chút. Thằng bé bị ngã tí thôi mà. Tôi biết rồi. Chút nữa tôi sẽ đi đón nó. Vậy nên anh đã nghi ngờ từ lâu, nhưng luôn giả vờ không biết ư? Đúng là tôi nghi ngờ. Nhưng cô nói với tôi là không phải. Tôi chọn tin cô. Nhưng kết quả là cô lại lừa tôi lần nữa. Nơi đăng ký, thanh toán. Đơn thanh toán viện phí. Mẫn Toàn Toàn, nam. Tôi đã bảo Hadi điều tra ngày sinh của Mẫn Toàn Toàn. Cô luôn lừa tôi. Đúng, chính là thế. Mẫn Toàn Toàn là con anh. Tôi luôn lừa anh, thì sao nào? Tại sao anh nhất định phải hỏi? Sao nhất định phải làm không rõ? Không thể vờ như không biết được. Tại sao cô lại phải âm thầm sinh nó ra? Tôi phát hiện có nó thì đã được 3 tháng rồi. Tôi không nhẫn tâm. Ý tôi là tại sao cô phải âm thầm mà không nói với tôi? Anh hận tôi như thế. Anh sẽ mong rằng tôi sinh đứa con của anh ra sao? Không thể trả lời đúng không? Vì từ tận đáy lòng anh không mong tôi sinh con cho anh. Vậy nên cô đã tự ý sinh nó ra ư? Gì mà tự ý? Con là của tôi muốn sinh thì sinh. Đúng. Nếu không có anh thì nó không thể tới thế giới này. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu anh chịu trách nhiệm. Lúc chúng ta gặp lại nhau thì tôi cũng không nói với anh rằng nó là con anh. Anh nghi ngờ về thân thế của nó. Anh hỏi tôi thì tôi cũng không nói với anh. Sự thật mà. Vậy nên tại sao anh không thể? Coi như không có chuyện gì xảy ra. Nó không tồn tại. Nhưng sự thật là bây giờ không những nó có tồn tại mà còn đứng sờ sờ trước mặt tôi. Phải giả vờ như chưa có gì xảy ra kiểu gì. Thế bây giờ anh muốn sao? Anh định cướp nó khỏi tôi sao? Đương nhiên là không. Vậy nên bây giờ chúng ta thế này không tốt ư? Tại sao anh cứ nhất quyết đòi phá vỡ nó? Đúng là gần đây mình tăng ca, bị mệt quá lại rồi. Lần nữa. Nhìn đủ rồi chứ? Nhìn đủ rồi thì đi vứt rác đi. Toàn Toàn. Tiếp tục. Ơ kìa. Anh. Ơ kìa. Ơ, thế này, Mẫn Tuệ, mẹ về rồi. Con đang chơi với bố đẹp trai. Thua thì phải buộc một chỏng tóc. Mẹ chơi với bọn con đi. Tân Kỳ, anh có thể giải thích với tình hình bây giờ là gì không? Đống hành lý này là thế nào? Còn thứ hai người đang mặc là gì vậy? Thứ nhất, tôi muốn sống ở đây. Thứ hai, thời gian gấp quá, chỉ có thể đem theo những thứ này. Thứ còn lại, vài ngày nữa sẽ được đưa đến. Thứ ba, nào, xem thử đi. Có đẹp không? Anh qua đây, anh lại với tôi một chút. Chơi đi. Tân Kỳ, anh làm ơn đừng có gây chuyện nữa được ý chút. Toàn Toàn còn ở đây đấy. Nghiên cứu đã chứng minh tính cách bố mẹ quá nóng nảy dễ khiến cho con nhỏ không có cảm giác an toàn. Toàn Toàn, con đi vào trong chơi có được không? Dạ, cảm ơn con nhé. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi nói rồi, tôi muốn không sống ở nào, đây. Tôi sẽ không đồng ý đâu. Cũng được thôi, cô không đồng ý thì để Toàn Toàn dọn qua lấy chỗ tôi ở. Cái này không được, cái vậy cô chỉ đành chịu thiệt. Dọn anh qua cảm đây thấy thôi. Thiệt thòi lắm đúng không? Mẫn Tuệ, tôi mặc kệ cô có lý do gì. Cô giấu tôi, sinh con trai tôi ra là sự thật. Khiến cho hai bố không biết đến sự tồn tại của nhau suốt 4 năm là sự thật. Những chuyện này tôi đều có thể không truy. Bây giờ tôi chỉ muốn ở bên con tôi nhiều có được không? Tôi biết có thể trong thời gian anh rất khó chấp nhận tin này.
Vậy chúng ta thế này có được? Nếu anh muốn nhận con, tôi nhất định sẽ không ngăn cản anh. Mỗi tuần tôi để anh và Toàn Toàn gặp nhau một ngày có được không? Một ngày rưỡi. Không được. Hai ngày. Hai ngày một tiếng. Hai tiếng. Hai ngày ba tiếng. Đây là giới hạn của tôi rồi. Tôi muốn Toàn Toàn nhanh chóng chấp nhận tôi. Cô thấy thế này có được không? Để thằng bé qua ở với tôi một tháng đã. Nửa tháng. Không thể ít hơn nữa. Tôi nói cho anh biết anh đừng hòng. Còn đòi nửa tháng. Tôi sẽ không để anh dẫn Toàn Toàn đi đâu. Vậy không đi nữa. Anh có rõ tình hình không vậy? Toàn Toàn là con trai tôi. Trên mặt pháp luật nó không có quan hệ gì với anh cả. Nếu tôi đồng ý thì anh đừng mong gặp nó dù chỉ Toàn một ngày. Vào trong đi. Hơn nữa đây là nhà tôi. Anh ở lì không đi tôi có thể báo cảnh sát đấy. Mẫn Tuệ, tôi không đến để gây phiền. Tôi làm vậy đều là vì Toàn Toàn. Cô có từng nghĩ tại sao nó gặp ai cũng gọi là bố không? Tôi đã hỏi chuyên gia tâm lý cho trẻ em. Họ nói đây có thể là dấu hiệu tình cha cực độ. Tôi biết cô rất vất vả, chăm sóc thằng bé rất tốt. Nhưng cô có hiểu không, một đứa trẻ không có bố, trong lòng nó vẫn có một khoảng trống. Đây là thứ cô không thể thay thế. Nếu anh đã nói những việc anh làm đều là vì Toàn Toàn, vậy chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của Toàn Toàn. Không vấn đề. Mẫn Tuệ, bố đẹp trai này nói bố sẽ ở cùng với chúng ta. Có thật không ạ? Toàn Toàn, chú Tân này. À thì bố đẹp trai, chú ấy muốn ở nhờ nhà chúng ta một khoảng thời gian. Con có đồng ý không? Quá rồi. Vậy tối nay con muốn bố đẹp trai ngủ cùng con. Bố đẹp trai kể chuyện cho con nghe. Dạ được, có được không? Đồ phản bội, con làm mẹ tức chết cho rồi. Để mẹ ngủ một mình đi. Xin lỗi nhé sếp Tân. Nhà chúng tôi không phải biệt thự hàng trăm mét vuông, chỉ có thể để anh chịu thiệt thòi ở đây thôi. Nếu anh ngủ không quen, có thể lập tức về căn nhà lớn của anh. Tưởng thế này có thể đuổi tôi đi sao? Tôi cứ coi như trải nghiệm cuộc sống thôi. Chào, là anh à. Trốn đi. Sao vậy? Trốn đi. Nhanh lên. Có phải anh bị ngốc không? Anh trốn ở đó người ta vẫn vào trong đi. Sao tôi phải trốn hả? Anh mà không trốn thì cả đời này đừng mong gặp được Toàn Toàn nữa. Nhanh lên. Anh nhanh lên. Đi, đi. Mẫn Tuệ. Ban nãy quần áo em hơi xộc xệch, làm anh hết hồn. Anh đem bữa sáng đến cho em và Toàn Toàn. Dạ. Toàn Toàn đâu? Toàn Toàn chưa dậy, lại chưa dậy. Đêm qua chơi tới muộn quá phải không? Đúng vậy. Anh đến nói với em mấy ngày tới anh sẽ đến vùng khác tập. Em yên tâm đi, lần sau lúc Toàn Toàn tái chắc anh sẽ về kịp. Yên tâm, em cực kỳ yên tâm. Sao thế? Có mũi à? Lấy vật mũi ra đi. Không sao, Châu Như Tanh không cần phải lo cho bọn em suốt đâu. Không phải ban nãy anh bảo anh sẽ đi công về nhà à? Thu dọn đừng lo đi cho bọn em nữa. Vậy không nếu Toàn Toàn thì em phải báo cho anh ngay đấy. Anh nhé. Anh yên tâm, nếu em có chuyện gì cũng phải báo được, anh ngay được đấy. Nhất định sẽ báo. Gọi anh bất cứ lúc nào. Đi công tác thuận lợi nhé. Ai cho anh thò đầu ra vậy? Anh có biết suýt thì bị phát hiện rồi không? Cô có quan hệ gì với anh ta vậy? Có quan hệ gì với anh ấy? Thì liên lạc gì đến quan hệ gì với anh ta? Nếu cô bảo con trai có gọi anh ta là bố rồi đó. Là bố Châu đem bữa sáng đến à? Đúng. Nào Toàn, để mẹ rót nước cho con. Toàn Toàn, giờ con đã có bố rồi. Không được tùy tiện gọi người khác là bố. Nghe chưa con? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Con nhớ chưa? Vậy giờ con ăn sáng được chưa à?
Đây toàn là đồ dầu mỡ, bố đổi cho con món khác ăn nhé. Nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Tân Kỳ: Sao vậy? Tôi phải nói chuyện rõ ràng với anh. Nói. Nghiêm túc lắng nghe nhé. Thứ nhất, để không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, thời gian đóng cửa là 12 giờ. Quá 12 giờ thì thứ lỗi, tôi không mở cửa đâu. Thứ hai, phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh là khu vực công cộng. Chút nữa tôi sẽ soạn một tờ ghi thời gian sử dụng. Xin hãy nghiêm túc tuân thủ. Hai chúng ta hãy cố gắng để nếu được thì đừng chạm mặt nhau. Với diện tích căn nhà này thì cô thấy có thể làm được không? Vậy ít nhất cũng phải tuân thủ ở nhà vệ sinh chứ. Đồng ý. Thứ ba, điều khoản bảo mật. Chuyện chúng ta sống chung, ở chung, chuyện chúng ta ở chung nhà, và cả quan hệ của anh và Toàn Toàn đều thuộc điều khoản bảo mật, nhất là ở những nơi như Bách An và Lam Biển. Không được cho người thứ ba ngoài tôi và biết chuyện này. Nếu chuyện bị bại lộ, hiệp định này sẽ mất hiệu lực. Anh phải dọn đi ngay. Điều này, điều khoản này không được thương lượng. Tôi còn cần điều khoản này hơn cô đấy. Mong cô nói được làm được. Nói xong chưa? Nói xong rồi. Có phải cô cần giải thích với Toàn Toàn về quan hệ giữa tôi và thằng bé? Tôi không muốn con tôi còn bị rối loạn về mặt nhận thức đâu. Nhất là chuyện gọi bố đó. Toàn Toàn, mẹ muốn nói với con một chuyện. Bố là bố con, đúng không? Con biết à? Hai người nói chuyện trước mặt con cả nửa ngày trời. Con cũng có biết đâu. Con hiểu lâu rồi. Nhưng con hiểu thật sao? Anh ta là bố con, nhưng không giống với bố Châu đâu. Con biết, bố Châu không phải bố ruột của con. Bố mới là bố ruột của con. Quả nhiên là con trai bố. Trí tuệ di truyền từ tôi đấy. Con trai, vậy con nhớ nhé. Giờ con có bố rồi, sau này không được tùy tiện nghe gọi người khác là bố nào, đâu. Gọi bố đi. Gọi đi con. Cảm thấy hình như Mẫn Tuệ không thích con gọi bố là bố lắm. Vậy con sẽ gọi bố là Tân Kỳ. Dù sao Mẫn Tuệ cũng gọi bố như thế. Quả nhiên là cục cưng ngoan của mẹ. Nghe lời mẹ nhất. Vậy đi. Nào, đi thay đồ thôi. Mẹ làm bữa sáng cho con. Dạ. Đi đi. Con có bố rồi. Con có bố rồi. Nào, gọi bố đi nào, con. Nào, gọi bố. Nào, gọi bố đi. Gọi con. Một tiếng không phải ban nãy đã nói. Mẫn Tuệ không thích con gọi bố là bố rồi sao? Sao nào? Rửa tay, nấu cơm thôi. Bố. Thêm một trứng nữa. Alo, sao thế? Trước tiên hãy kiểm tra lỗi đi, đợi tôi đến công ty rồi nói tiếp. Không nói với cô nữa. Bên này tôi cũng đang đánh giặc đây. Đáng lẽ nên ăn bánh quẩy cho rồi. Phần này cho Toàn Toàn. Không được, cái này hơi khét, con ăn cái này đi, phần này tạm ổn. Ăn đi. Ngày nào cô cũng cho con trai tôi ăn những thứ này à? Tôi cho nó ăn, mấy thứ này thì có sao đâu, ngũ cốc, protein, thịt này, rồi cả sữa nữa. Dinh dưỡng cân đối, đáp ứng đầy đủ cho sự phát triển của cơ thể. Còn dinh dưỡng cân đối, có dinh dưỡng cũng phải, ngon mới được chứ, đã khét cỡ này rồi. Hôm nào cô cũng ăn không thấy ngán, trai chắc chắn sẽ ngán. Sếp Tân, bữa sáng của nhà bình dân chúng là vậy đó. Hoặc là anh ăn cái này, không thì gọi đồ ăn. Muốn ăn mấy món vừa đẹp vừa có dinh dưỡng, mỗi ngày một kiểu không trùng lặp thì ở đây không có. Đừng ăn nữa, ăn hay không tùy anh. Con trai tôi ăn được, tôi cũng ăn được. Thêm cốc nước ép, cảm lấy trong tủ lạnh đi. Cạn ly. Toàn Toàn, con cứ kệ anh ta, ăn nhanh đi. Không phải cái này ngon lắm sao? Còn là trứng lòng đào nữa đấy. Toàn Toàn, con khẩn trương, sáng nay mẹ phải họp.
Vâng. Con giúp mẹ cho máy tính vào túi được không? Được ạ. Cảm ơn Toàn Toàn nhé. Nặng thế. Nếu cô đang vội thì để tôi đưa Toàn Toàn đến nhà trẻ. Anh nói như thể sáng nay anh không cần học vậy. Sửa soạn xong rồi. Cảm ơn Toàn Toàn. Tôi vẫn phải học. Nhưng nếu tôi mà đến muộn thì chắc không ai nói gì đâu. Phải, tôi đến muộn sẽ có đi, người nói. Đi, lên đi, đường, đi, lên đường. Nhất đường, nhanh lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Đi học thôi, đi học thôi. Đội mũ bảo hiểm vào. Cô định dùng cái này đưa con trai tôi đi nhà trẻ à? Chứ không thì gì, đi bộ chân đường thứ này cực kỳ không an toàn chỗ nào. Có phải anh chưa ngồi xe tôi bao giờ đâu ngồi rồi nên mới thấy không an toàn đó. Con trai, bố đưa con đi nhà trẻ đi. Tôi toàn đưa nó đến nhà trẻ thế này. Bây giờ tôi đến rồi. Tân Kỳ, anh quá đáng rồi đấy. Bố mẹ cứ thế này là con đi học muộn đấy. Nghe thấy gì chưa, nó sắp muộn giờ rồi. Không được. Chuyện này liên quan đến sự an toàn của thằng bé. Tôi sẽ không nhượng bộ đâu. Cái xe mui trần của anh thì khác gì cái xe máy nhỏ của tôi nhau mà. Khác xa ấy chứ. Anh chuẩn bị sẵn cả ghế cho trẻ em à? Chuẩn bị kỹ lưỡng quá nhỉ. Tôi không đánh trận nào. Không có sự chuẩn bị đâu. Anh đừng có bảo tôi. Anh chuẩn bị cả cặp sách tiểu học cho nó rồi nhé. Cặp sách thì có là gì? Nếu không phải tôi không thể dự đoán. Nó sẽ đã chuẩn bị sẵn cả quần áo quanh năm cho nó Toàn rồi. Toàn, bên phải có đồ ăn sáng. Con xem có thích không? Là con thỏ. Có cả hổ nữa. Bên trên có một chữ vương. Thế nào, thích không? Thích thì sau này, ngày nào bố cũng nhờ người làm cho con được không? Ăn chậm thôi nhé. Toàn Toàn, hít phải gió đấy. Ngon. Tân, cô còn giả vờ nghiêm cần ở đây cái gì? Cô tưởng cô là ai? Sao thế? Anh không thấy mình hơi khoa trương à? Sếp Tân, khoa trương sao? Tôi thấy bình thường mà. Anh rảnh lắm đúng không? Hay là khiêu khích giới hạn của tôi? Là niềm vui quan sát của tôi trong thời gian qua khiến tôi hết sức nghi ngờ khả năng chăm sóc con của cô. Thế nên tôi quyết định phải cố hết sức để cho thằng bé cuộc sống tốt nhất. Anh có tiền là việc của anh, nhưng con trai tôi không cần cuộc sống xa xỉ này. Toàn Toàn cũng là con trai tôi mà. Tôi chỉ không muốn con trai mình phải chịu khổ trong cuộc sống. Có gì không đúng à? Hiện giờ nó cũng đâu có chịu khổ. Anh có hiểu nhầm gì với việc chịu khổ không? Hơn nữa bây giờ anh sắp đặt mọi thứ cho nó. Sau khi anh đi thì nó phải làm thế nào? Chắc không thể. Tôi sẽ không rời xa thằng bé. Tôi đã hứa với Toàn Toàn sẽ luôn ở bên nó. Ý anh là gì? Anh định cứ ở nhà tôi mãi chắc? Không có dự định này nhé. Nếu cô chịu để Toàn Toàn đi theo tôi, giờ tôi đưa nó đến nhà tôi cũng không phải cho anh được. Tuyệt đối không thể được. Mẫn Tuệ, Toàn Toàn, chuyện này con đừng có nhúng vào. Con có ra vẻ đáng thương cũng vô ích. Đây là vấn đề nguyên tắc. Tân Kỳ, con biết bố thương con, nhưng con không muốn hai người cãi nhau vì con. Con chỉ muốn ba người chúng ta luôn vui vẻ thôi, có được không? Bố hứa với con. Lại đây. Toàn Toàn, khối này chắc là ở đây rồi. Chắc là cái chân này. Không phải, như thế này mới đúng. Không ghép được này, con xem, chắn là ở đây. Bố xem, con đã bảo không đúng rồi. Tân Kỳ,
chẳng phải Lam Điểu các anh cũng có rất nhiều việc à? CEO như anh đâu thể rảnh rỗi như vậy. Nếu anh bận thì không nhất thiết phải chơi cùng Toàn Toàn đâu. Cái lợi lớn nhất của làm CEO chính là có thể tự do điều phối thời gian của mình. Điểm này cô không hiểu cũng là lẽ thường tình. Vậy anh định ở bao lâu? Tùy tâm trạng. Thế không được. Anh ở đây chúng tôi đều không thoải mái. Bản thân anh chắc cũng không dễ chịu gì. Toàn Toàn, con có muốn bố đi không? Mẫn Tuệ, mẹ đừng đuổi Tân Kỳ đi. Như thế thì bố đáng thương lắm. Anh ta đáng thương. Nào nào, con xem chỗ này lắp nhìn cái chân này đi. Không đúng. Tháo ra, không đúng. Tôi thà từ bỏ cuộc giao dịch này còn hơn. Chỉ là khôi phục. Chết tiệt. Tối đến còn nghe gì thế? Chuyện là CEO của Lam Điểu không phải rảnh lắm nhỉ? Nửa đêm còn họp trực tuyến. Nói đến đoạn mấu chốt thì tôi gặp vấn đề. Tôi và nhà cô chắc là không hợp bát tự rồi. Tránh ra, tránh ra. Giờ tôi không muốn cãi nhau với cô. Máy tính hỏng có thể dùng điện thoại. Tài liệu quan trọng của tôi để hết trong máy tính. Ý tôi là giờ anh dùng điện thoại để họp trước. Đợi khi tôi sửa xong máy tính thì lại dùng máy tính. Cô biết sửa máy tính. Bao lâu? Khoảng 20 phút. Không thèm cảm ơn luôn. Thái độ gì vậy? Sao mình phải giúp anh ta chứ? Xong rồi. Thanh toán tiền sửa máy đi. Cảm ơn. Đêm hôm còn uống cà phê. Nửa tiếng sau còn cuộc họp cổ đông. Thế này đi. Anh không cần trả tôi tiền sửa máy nữa. Anh trả lời tôi một vấn đề là được. Nói đi. Cuộc tại sao anh lại ở lì nhà tôi? Tôi đến đây là vì Toàn Toàn. Hay là cô mong tôi có mục đích khác? Không lẽ cô tưởng tôi làm thế vì cô? Sao lại thế được? Vậy tôi nói thẳng nhé. Dù trong lòng anh có dự định gì, tôi cũng quyết không để Toàn Toàn rời xa tôi. Tất nhiên tôi biết một đứa trẻ không thể không có mẹ. Cô quên là tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi à? Tôi không có ý đó. Khi tôi biết Toàn Toàn là con tôi, nói thật là tôi đã có một khoảnh khắc rất phẫn nộ. Anh nghĩ tôi không nên sinh nó ra, phải? Cô biết rõ bệnh của tôi có tính di truyền, mà cô vẫn sinh nó ra. Quả là nó còn nhỏ như vậy, đã phải chịu nhiều khổ sở. Thậm chí còn phải làm phẫu thuật mở lồng ngực. Cô có biết nó đau thế nào không? Tôi thừa nhận. Đúng là tôi có hơi ích kỷ. Nhưng có lẽ anh không bao giờ có thể hiểu được. Khi trong cơ thể anh còn có một sinh mệnh khác, thậm chí anh có thể cảm nhận được nhịp tim của nó. Trong tình cảnh ấy, anh bảo tôi bỏ thằng bé thì tôi không làm được. Thế nên sau cơn phẫn nộ, tôi vẫn rất cảm kích cô. Cảm kích cô đã không từ bỏ thằng bé để tôi có thêm một người thân. Trên đời này, để tôi không còn một mình. Tôi biết tôi không thể ở chỗ cô mãi. Thế
Thế nên tôi chỉ muốn ở bên Toàn Toàn nhiều hơn. Dù sao thì tôi thật sự không muốn ở lại chỗ cô. Đúng là thiệt thòi cho anh. Vì Toàn Toàn, thiệt thòi đến mấy tôi cũng chấp nhận. Toàn Toàn không phải người dễ lấy lòng đâu. Anh cứ cố gắng tiếp đi. Ngủ sớm đi. Không sao, sếp để tự tôi lao. Xin lỗi, không sao. Mỹ để tôi tự lao, để tôi, sếp để tôi tự lao lao được. Cái gì thế? Sao mà hốt hoảng vậy? Sếp Đinh uống say rồi. Không có, tôi không thái say. Thái, sếp Đinh người đưa anh rồi về. Không uống say, uống không say rồi. Còn chưa nói xong lại đây với tôi nói cho cô biết. Làm gì thế? Nhân lúc tôi còn nể mặt, mau cút đi cho tôi. Tôi cần cô nể mặt chắc. Cô là cái thá gì chứ? Cô coi trọng bản thân quá nhỉ? Đừng tưởng họ gọi cô một tiếng sếp mẫn, cô có thể ngồi ngang hàng với tôi. Đinh Ất Phong, tôi ở Bách An nhờ vào bản lĩnh, còn cô dựa vào cái gì? Cô dựa vào đàn ông. Tôi nói cho mọi người biết, giám đốc Mẫn của các người ra vẻ tiết hạnh trước mặt chúng ta, không biết ở ngoài chơi bời phong lưu thế nào đâu. Đinh Ất Phong, đủ rồi đấy. Tào, tôi nói sai sao? Anh nghĩ sao? Nếu không thì con cô ta ở đâu ra? 4 tuổi rồi đúng không? Cô ta còn không dám nói bố ruột đứa bé là cô ai. Giả vờ nghiêm xem túc ra với Mẫn tuổi Tuệ này không ít chuyện ăn chơi đâu. Sếp Tân, cô còn giả vờ nghiêm cần ở đây cái gì? Cô tưởng cô là ai? Ai? Sếp Tân, quấy rầy rồi. Mọi người tiếp tục đi. Cô nghĩ tại sao Đinh Ất Phong lại xin lỗi cô? Vậy tại sao anh phải nói những chuyện này với Đinh Ất Phong? Rõ ràng anh ta đã thương lượng xong với Hà Hải là sẽ thay thế cô rồi. Đang giúp cô đấy. Tôi, vậy tôi còn phải cảm ơn anh sao? Anh làm vậy khác nào giúp Đinh chứng thực quan hệ của hai ta. Không phải chuyện này cũng là một phần sự Tân thật kỳ. Sao? Rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Khi chính anh nói không thể để bất cứ ai biết quan giờ hệ anh lại ta. Nói thẳng ra ngoài. Giờ anh định làm thế nào? Mẫn Tuệ, nếu cô không biết cảm ơn người khác thì đừng nói nữa. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi làm vậy là để giúp cô. Này, Tân Kỳ, vốn dĩ đây chỉ là tin đồn, mọi người bàn tán sôi nổi vài ngày, rồi giờ là chuyện sẽ qua biến nó thành một bản tin. Có phải anh thật sự không biết nặng của chức vụ CEO của tập đoàn đầu tư Lam Điểu? Đương nhiên là tôi biết rồi. Vậy nên tôi mới kết luận rằng Phong không dám nói bậy bạ, trừ phi anh ta không muốn làm trong ngành này nữa. Định cãi nhau trước mặt Toàn Toàn à? Không phải đâu Toàn Toàn, bố mẹ đang nói chuyện thôi. Nói chuyện, sao lại lớn tiếng như vậy được? Mẹ dịu dàng một chút đi. Vậy cứ coi như anh có lý. Giờ anh bảo tôi phải làm thế nào, tôi nên đối mặt với Đinh Ất Phong thế nào? Tôi đã nói rồi, ban đầu tôi có chút hứng thú với cô, giờ phát hiện cô rất nhạt nhẽo nên tôi mới bỏ cô. Như vậy, ý anh là anh nói với anh ta là anh đá tôi? Đại loại thế. Toàn Toàn, mẹ ra ngoài bình tĩnh lại một chút. Bố muốn ăn không? Có nước miếng của con đấy. Vậy con đút cho bố ăn làm gì? Con lừa bố đấy, dễ lừa thật. Con muốn hai người cùng kể chuyện cho con. Toàn Toàn, đi thôi. Đi thôi. Đây là cá sấu của mẹ. Đây là bé mập trắng. Mũng miễn quá.
không bế được. Bé mập trắng là của bố. Hai người làm gì vậy? Mau lên đây đi. Toàn Toàn à, mẹ ngồi đây kể cho con là được rồi. Con muốn nghe chuyện gì? Tân Kỳ, bố mau lên đây đi. Tân Kỳ, mau lên đây. Không cần đâu, để bố mẹ xem. Hôm nay kể chuyện gì nào? Mẫn Tuệ, mẹ mau lên đi. Mẹ không lên đâu. Toàn Toàn nằm với Tân Kỳ là được rồi. Sao? Ban nãy mẹ đồng ý với con rồi mà. Mẹ nói không giữ lời, mẹ là cún con. Không phải đâu, Toàn Toàn, lại ăn vạ phải không? Được rồi, mẹ lên đây, mau lên. Vậy con nằm tử tế đi. Tính tình giống ai không biết, thật là. Toàn Toàn, con muốn nghe chuyện gì? Ốc sên nhỏ ngắm biển đi ạ. Được rồi, vậy con nằm tử tế trước đã. Nằm tử tế, nằm tử tế, nhắm mắt lại. Không được nhìn trộm. Có một con ốc sên muốn ra biển ngắm cảnh. Sau đó nó nói với rùa, con muốn Tân Kỳ đọc cơ. Để tôi. Có một con rùa nói với nó, hai ta đều bò rất chậm, bố kể không hay chút nào. Không có tí cảm xúc nào hết. Để tôi đọc thì hơn. Cô đọc diễn cảm thì đọc đi. Học đi, học đi nào. Cơ thể của cậu nhỏ hơn tớ. Diễn cảm đấy. Buồn cười không? Anh đọc diễn cảm. Anh đọc anh giỏi. Cơ thể của cậu nhỏ hơn tớ. Thế này mà gọi là diễn cảm à? Bố mẹ đừng chơi trò đọc diễn cảm nữa. Bố mẹ đọc cẩn thận cho con đi. Anh đọc đi. Rất nhỏ, rất rất nhỏ. Cậu bò còn chậm hơn tớ nhiều. Biển ở xa ơi là xa. Cậu sẽ không bao giờ bò được tới biển đâu. Ốc sên nhỏ nói, cứ bò, bò mãi. Bò xong là cậu có thể nhìn thấy nhiều cảnh đẹp khác nhau rồi. Vậy anh mau đi đi. Anh ngủ lại đây đi, tôi đi. Được rồi. Khó khăn lắm nó mới ngủ, đừng đánh thức nó. Cô có từng hối hận không? Gì cơ? Hối hận vì sinh thằng bé ra. Một mình nuôi nấng nó. Nó còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Không. Tại sao? Cô chưa từng nghĩ tới việc bỏ rơi thằng bé ư? Bà mẹ nào trên đời này cũng yêu con. Nếu bỏ rơi con thì chắc chắn phải có lý do đặc biệt. Vậy sao?
Bố dậy rồi à? Đừng đánh thức Mẫn Tuệ. Đi đi, mau đi đi, nhanh lên, nhanh nhanh lên. Làm ơn đừng tỉnh, đừng có tỉnh. Làm ơn đừng tỉnh, đừng có tỉnh. Bố xem, Mẫn Tuệ tỉnh rồi kìa. Mắt và miệng mẹ đều đang cử động. Con ơi là con thì thông minh rồi. Mẫn Tuệ, mẹ mau dậy đi. Đừng giả vờ ngủ nữa. Con thấy mẹ đang nhúc nhích rồi. Lông mi và khóe miệng đều đang cử động. Dậy đi, đừng giả vờ ngủ nữa. Sao trời đã sáng rồi à? Mẫn Tuệ, Tân Kỳ, hai người đã ngủ cùng nhau rồi. Có phải cả đời sẽ không chia xa không? Cô đấy. Tôi đi mở cửa. Anh đi đi, đi đi. Mẹ vẫn chưa trả lời con nữa. Con đừng hỏi mấy câu vớ vẩn, được không? Mới sáng sớm sao anh lại ở đây? Bố Châu, toi rồi. Không phải hai người. Không phải như anh nghĩ đâu. Tân Kỳ, con đói rồi, mau về nấu bữa sáng cho con đi. Sang nhà anh nói chuyện. Tân Kỳ, rồi, nấu bữa sáng. Đây là thành quả hôm nay của tôi. Nếu như tôi có thể hoàn thành xong kế sơ đồ phần mềm và vạch ra lối thực thi trong 2 tuần, thì tôi có thể rút gọn quá trình nghiên cứu sau đó. Vậy nên cô bảo tôi cho cô 2 tuần. Cô tăng ca bất kể ngày đêm là vì điều này. Đây là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Thực ra về vấn đề xây dựng mô hình team AI thì những năm qua tôi cũng thu thập một số tài liệu, nhưng trên bản trình chiếu của cô thì đều không thấy. Thông tin gì? Không thể nào. Tôi nói anh nghe, tôi làm xây dựng năm lắm rồi, không thể nào có lỗ hổng thông tin được. Anh nói về phương diện nào, tài liệu nào? Muốn xem không? Muốn xem. Anh đừng đùa nữa, mau đưa đây. Đưa tôi. Phải nói vài câu dễ nghe đi chứ. Anh đẹp trai thật. Không chân thành. Đừng đùa, hoàn toàn đang ngủ. Mau đấy. Đưa tôi, mau đưa tôi. Anh không đưa đúng không? Đừng. Thế cứ thế này đi. Đưa tôi đưa. Cô dậy. Anh đưa tôi trước. Đưa tôi trước. Đưa tôi là được mà. Đúng thật là. Tìm kiếm một giấc mơ để bắt đầu lại. Mọi điều nhỏ bé chúng ta từng trải qua đều không thể bị em xóa nhòa như vậy. Chúng là niềm an ủi và động lực cho cuộc đời anh. Tình yêu dũng cảm. Anh không muốn phản bội lời thề của mình. Hai ta dũng cảm biết mấy. Anh muốn mãi ở đây bên em cho đến khi em hãy cảm nhận tình yêu của anh. Em cứ mãi ngự trị trong suy nghĩ của anh. Em là giấc mơ vĩnh hằng của anh. Anh cảm nhận thấy tình yêu tràn ngập. Anh chỉ muốn giữ trọn lấy lời hứa này. Anh cảm nhận thấy chúng ta. Khi em từ từ ngã vào vòng tay anh. Bảo mình uống ít thôi. Mà cậu uống nhiều thế. Không sao, Tào Mục. Chậm thôi, ôi trời. Tào Mục, bỏ tay ra. Mình mệt quá, Tào Mục. Mình biết rồi, cậu vất vả rồi. Mình đã gọi điện cho Châu Như Tắc. Anh ấy đến ngay. Đừng gọi anh ấy. Đừng gọi anh mình ấy. Mình tự về được. Anh ấy không tới thì mình không bế cậu về được. Không đâu. Không sao, Mình ngủ ở đây một lúc xong rồi gọi xe về. Được, biết rồi, biết rồi. Tào Mục, ôi trời, cuối cùng cũng tới. Sao uống sao nhiều rồi? Thế? Vốn muốn chúc mừng không cho đã uống mãi. Rồi thành ra thế này đây. Tôi không lo nổi, tôi chỉ có thể gọi cho anh. Nào, đứng dậy, đứng dậy. Nào, cô về kiểu gì? Tôi gọi lái thuê. Anh yên tâm đi. Chứ?
Tào Mục, yên tâm đi nhé. Cô về rồi nhắn tin cho tôi nhé. Chậm thôi, chậm thôi. Cẩn thận, Mẫn Tuệ. Cẩn thận, cẩn thận. Tối mà cô uống nhiều rượu thế, không có chút đề phòng nào. Có lẽ là vì thái độ kiểu này của anh. Cô ấy uống say, cũng chỉ có thể tìm tôi. Được rồi, đưa tới đây là được rồi. Anh có ở đây đâu, anh tự về đi. Chậm thôi. Đóng cửa vào. Này, dạ dày cô ấy không khỏe. Cô ấy uống thuốc dạ dày rồi ngủ. Bậc thang có bậc thang nhé. Nhẹ thôi. Còn biết nhẹ thôi nữa à? Cô uống nhiều như vậy, nếu không nhờ tôi thì chẳng biết cô đã bị đưa đi đâu rồi. Tắc ấy, lại còn nhẹ với nhàng. Sao thế? Đau dạ dày à? Anh ta hiểu cô thật đấy. Tân Kỳ. Mẫn Tuệ. Nào, Mẫn Tuệ, dậy uống thuốc đi. Dậy uống thuốc đi rồi sẽ hết đau. Nào, uống thuốc đi. Làm gì vậy? Say rồi. Sao mình lại ngủ ở đây?
Không đúng, không đúng. Cảnh tượng vừa vụt qua trong đầu mình là mơ nhỉ? Chắn là mơ rồi. Nếu không phải mơ thì sao anh ta có thể uống cà phê ở đây chứ? Đúng không? Đúng không nào? Giờ là mấy giờ rồi? Toàn toàn, dậy thôi. Chờ cô thì muộn từ lâu rồi. Tôi đưa thằng bé đến nhà trẻ rồi. Anh đưa rồi đúng không? Làm tôi hết hồn. Đây là nước mật ong. Uống cái này sau khi say rượu sẽ tốt cho dạ dày. Cảm ơn nhé. Rượu thật sự không phải thứ gì tốt. Hôm nay tôi đi làm thì thế nào cũng xin nghỉ với công ty hộ cô rồi. Anh xin nghỉ hộ tôi. Anh xin nghỉ hộ tôi kiểu gì? Dĩ nhiên là dùng điện thoại của cô gửi tin nhắn cho Tào cô tưởng thế nào. Vậy thì tốt. Lần nào uống say cũng vậy. Sao thế? Tôi đã làm gì anh à? Không. Cô muốn làm gì tôi à? Làm gì có chuyện đấy. Cơ mà tôi muốn hỏi anh chút. Tối qua tôi có thì với anh. Tân Kỳ, bố giỏi quá. Tưởng mỗi anh biết ra vẻ ngầu thôi. Còn giỏi hơn nữa cơ. Nào, xem ra nữ siêu nhân cũng có lúc bó tay nhỉ. Anh cao là ghê gớm lắm à. Bố đưa con đi chơi nhé. Vâng ạ, đi thôi. Qua bên kia chơi bắn súng. Bắn súng. Để xem chỗ nào có bắn súng nào. Con sao thế? Thôi không sao. Không gấp được đâu, cái này cần giữ yên, giữ yên. Đừng vội, đừng vội. Anh không ngừng tìm kiếm hồi ức. Để mẹ, để mẹ. Sao lại không gấp được chứ? Tìm kiếm một giấc mơ để bắt đầu lại. Mọi điều nhỏ bé chúng ta từng trải qua. Anh đừng đụng vào. Vừa nãy tại anh đụng vào đấy, không phải tôi nhấn nút đâu. Lần này chắc chắn sẽ được. Em khiến tim anh rung động lần nữa. Xuất phát từ bóng tối tĩnh lặng, vươn tới bầu trời lấp lánh vì sao. Chúng ta nắm chặt lấy tay nhau, cuối cùng trở về nơi mái ấm. Tình yêu dũng cảm. Anh không muốn phản bội lời thề của mình. Hai ta dũng cảm biết mấy. Anh muốn mãi ở đây bên em cho đến khi em hãy cảm nhận tình yêu của anh. Em cứ mãi ngự trị trong suy nghĩ của anh. Em là giấc mơ vĩnh hằng của anh. Anh cảm nhận thấy tình yêu tràn ngập. Anh chỉ muốn giữ trọn lấy lời hứa này. Anh cảm nhận thấy chúng ta. Khi em từ từ ngã vào vòng tay anh. Em là người duy nhất trong cuộc đời này khiến thế giới của anh trở nên hoàn hảo. Anh cảm nhận thấy tình yêu tràn ngập. Anh chỉ muốn giữ trọn lấy lời hứa này. Anh cảm nhận thấy chúng ta. Khi em từ từ ngã vào vòng tay anh. Em là người duy nhất trong cuộc đời này khiến thế giới của anh trở nên hoàn hảo. Muôn ngàn vì sao trải dài bất tận,
lung linh lấp lánh giữa màn trời đêm. Ông lấy tình yêu thêm lần nữa. Khoảnh khắc độc nhất vô nhị này, khi anh nhìn thấy nụ cười của em, giấc mơ trở thành hiện thực. Tình yêu dũng cảm, anh không muốn phản bội lời thề của mình. Hai ta dũng cảm biết mấy, anh muốn mãi ở đây bên em cho đến khi em hãy cảm nhận tình yêu của anh. Em cứ mãi ngự trị trong suy nghĩ của anh. Em là giấc mơ vĩnh hằng của anh. Anh cảm nhận thấy tình yêu tràn ngập. Anh chỉ muốn giữ trọn lấy lời hứa này. Anh cảm nhận thấy chúng ta. Khi em từ từ ngã vào vòng tay anh, em là người duy nhất trong cuộc đời này khiến thế giới của anh trở nên hoàn hảo. Vui không con trai? Vui à. Hôm nay bố gấp cho con nhiều gấu bông quá. Cầm lấy này. Cảm ơn. Con cầm lấy. Cảm ơn Mẫn Tuệ. Sau hôm nay, chắc là chúng ta bị khu vui cho vào danh sách chặn rồi. Không sao, lần sau chúng ta đi chỗ khác, được không con trai? Tân Kỳ, con mang đống gấu bông bố gấp cho con đến trường mẫu giáo tặng cho các bạn được không? Con sẽ nói với các bạn là tất cả đều là bố mình gấp cho mình đấy. Bố mình gấp cho mình đấy chứ. Tuyệt quá. Mẫn Tuệ, con qua chỗ kia ngắm tôm cá nhé. Được chứ, đi đi. Vân à, đừng ngã xuống nước nhé. Toàn Toàn. Vân à. Anh cũng muốn ăn kẹo bông gòn à? Tôi không ăn đâu. Chỉ là tôi nhớ lại hồi nhỏ ở trại mồ côi, có một lần viện đưa bọn trẻ chúng tôi đến khu vui chơi. Lúc đó không có đủ tiền nên chỉ mua được 2 cây kẹo bông gòn. Tất cả mọi người chia nhau ăn, mỗi đứa chỉ được ăn có một miếng nhỏ. Lúc đó tôi đã nghĩ là nếu như cái máy đó cứ quay mãi, làm ra cây kẹo bông gòn khổng lồ thì tốt biết mấy. Hôm nay anh tặng nhiều quà cho Toàn Toàn như vậy, tôi cũng tặng anh một món quà nhé. Được rồi, xoay nhanh lên một chút. Từ từ nâng lên. Cái đầu tiên này tặng cho Toàn Toàn. Vâng ạ. Hai người đợi một lát qua nhé. Bên kia lấy đường màu khác. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn, cảm ơn. Chúng ta làm thêm một cái khổng lồ. Mẫn Tuệ ơi, con thấy mẹ làm vậy là không được đâu. Bố thấy rất ổn mà. Người lớn ăn cái lớn, bạn nhỏ ăn cái nhỏ mà. Toàn Toàn, con có biết ai đã phát minh ra kẹo bông gòn không? Con không biết. Là một nha sĩ phát minh ra đấy. Con không tin đâu. Bác sĩ nói là ăn kẹo không tốt cho răng. Thật đấy. Con xem kẹo bông gòn này đẹp như vậy, lại còn ngon nữa. Các bạn nhỏ sẽ thích ăn, ăn xong sẽ bị sâu răng. Vậy nên trẻ con không được ăn nhiều. Tặng anh này. Cảm ơn. Nhưng mà cô cứ phải nói những phá hỏng bầu không khí trong lúc này sao? Phá hỏng bầu không khí sao? Đây là sự thật mà. Toàn Toàn, cô ấy vẫn luôn như thế à? Toàn Toàn, anh đừng ăn nữa. Con trả cho tôi. Lại đây. Hai người trả kẹo bông gòn cho mẹ. Con muốn cái to cơ. Bố ăn sô-cô-la đi. Sô-cô-la Toàn Toàn đút cho ngon quá. Bố khéo miệng thế này. Trước đây bố cũng dỗ mẹ con như vậy nên hai người mới hẹn hò đúng không? Con nói linh tinh gì thế? Nói linh tinh quá. Mẹ ăn sô-cô-la đi. Mẹ không thích ăn đồ ngọt. Mẹ ăn một viên thôi. Được rồi, ăn một viên. Mẹ lại gần hơn nữa đi. Mẫn Tuệ, Châu Như Tắc, bố Châu, ra ngoài chơi à? Tân Kỳ và Mẫn Tuệ đưa con đến khu vui chơi lắm à?
cũng không được ham chơi như vậy. Lát nữa đến nhà bố chơi, để bố đo nhịp tim và huyết áp cho con. Cứ ham chơi như thế, tim sẽ không chịu nổi đâu. Con trai tôi có bác sĩ gia đình riêng, không phiền đến anh. Từ khi Toàn Toàn chào đời, tôi đã là bác sĩ chính của thằng bé. Tôi tin là không có ai hiểu tình trạng sức khỏe của Toàn Toàn hơn tôi. Bố ơi, con mệt rồi, chúng ta về đi. Bố Châu, con không sao, nó cũng không sao. Nghe thấy chưa? Chúng ta về nhà thôi. Em đi nhé, Mẫn Tuệ. Cho em cái này đấy. Sao tự dưng lại tặng quà cho em thế? Cứ coi như là chúc mừng em thuận lợi giành được khoản đầu tư. Nhưng em nhớ là như em chưa kịp nói với anh. Sao anh lại biết? Anh đoán đấy. Anh tin chỉ cần là chuyện em muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Con trai, gọi mẹ con đi. Tự dưng lại mà nghe thuận tai đấy chứ. Cảm ơn anh. Mẹ ơi, nhanh lên. Mẹ biết rồi. Em đi trước nhé. Mẹ tới rồi đây, đi thôi.